Và giờ đây Tú Chương xin mời quý vị cùng đến và giao lưu với một nam nghệ sĩ có phong cách cũng rất là ấn tượng. Đó là nam nghệ sĩ Hoài Dương. Một tràng pháo tay quý vị ơi. Dạ, xin được cảm ơn rất là nhiều. Và để tiếp theo, Hoài Dương sẽ cùng với nghệ sĩ Quỳnh Thoa sẽ gửi đến các anh chị và các bạn với một lớp trích đoạn trong vở cải lương Tướng Cướp Si Tình. Nhìn cái mặt giống Tướng Cướp không? Trời ơi, quả tình yêu đổi bằng bàn tay của mẹ. Mẹ ơi. Ơ kìa, Thủy Tiên. Mẹ có sao không em? Ông đừng gọi tên tôi bằng những âm thanh trìu mến đó nữa. Ông là một tên tướng cướp giết người. Thủy Tiên, ông đã lừa dối tôi. Ông giấc mơ là tình yêu trong trắng của đời tôi. Em nói gì vậy Thủy Tiên? Nói gì mà anh không hiểu? Đừng đóng kịch nữa. Sao? Hãy giữ lấy chiếc nhẫn một phần 11 ly đó. Thủy Tiên, và nên nhớ rằng giữa tôi và ông chớ yêu thương. Em nói gì vậy Tiên? Được thay thế Thủy Tiên ơi, em giận cơn nóng giận, anh giận là anh giận chân chất hiền lương. Nghe lời ai em có tội nặng nề, thật là tội nghiệp cho anh. Chuyện mẹ em bị người ta ám hại, anh sẽ tìm ra vách mặt kẻ hung đồ. Đã lời chuyện tơ ngờ ngàng, tôi như một giấc chim bao ai ơi đâu mà biết càng gì đâu lòng ta mang nặng mối sầu gì đâu nên nỗi đổi thương ra thù. Thủy Tiên, em nói gì? Thôi đã. Làm sao anh đặt tay của mẹ em được? Thủy Tiên à, em phải bình tâm nghe anh nói. Anh không hại mẹ em, nhưng mà em có biết là anh sắp điên loạn rồi không? Anh điên loạn rồi không? Trời ơi, ôi còn gì nữa đâu, mong chuyện trò bị tung đâu có để tim lộ ra tấm còn dáng dưới khi giữa tim tôi lòng giận trọn tình. Số bóng giờ tan đứt bằng dây sóng cướp mất của tôi những gì mơ tưởng nơi ngã chia ly niềm đau nhói trong lòng ốc nay nhắc lại ân tình ngày xưa yêu đương nguyên trong tâm tề nguyện mình đau trọn đời chỉ ai lối đi để tôi một mình còn nói sầu cô đơn đành xa nhau xa mãi anh ơi xa đến cuộc đời Thủy Tiên và lần gặp gỡ hôm nay.
như chúng ta đã chết. Không, phủ thâm quan trường đã ngăn cách tình duyên. Xin lễ hiền tha tội bất hiếu cho con. Cao sanh vừa kiếp này con nỗi đau. Đẩy đi góc măng đêm dài quanh que. Tôi sẽ gì để cô đọc mơ chân. Em hãy bình tâm, bình tâm nghe em nói. Ông hãy đi đi. Thủy Tiên, tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Gặp gỡ thì rồi thoáng tựa chim bao. Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao, cớ sao mình chẳng được gần nhau. Cuộc sống kiếm tiền kia cách đôi ta, gặp gỡ chi rồi thoáng tự tìm bao. Đường anh sương gió bao la, đường em tặng lâu tim đau thôi. Thủy Tiên ơi, anh như cánh ngang trao nghiêng lần xuống phương Nam tránh cơn giông thiết giá. Còn em là nắng ban mai, là cội cành xanh lá. Thì em đừng vội vã đã đi biến thành cơn bão cuốn xoáy đời anh vào cơn gió giang. Tình ta đang mặt hồ thẳng lặng ai nở như cảnh sóng gió ba đào. Nếu em nghĩ anh là một tên tội phạm thì anh sẵn sàng quỳ xuống đây chết trước mặt em. Thủy Tiên ơi, cuộc đời anh lần lần lao đao, dội mắt nhìn đời bằng ánh lục ác cảm. Tình yêu của em như giọt dành dương kỳ diệu nghe phơi phới tình đồng. Ôi những lời đường mật che cho tấm lòng giang vui. Không, tôi thù anh ta lắm kinh khi. Tôi làm yêu một kẻ yêu hẹn, nghe cay đắng buốt nơi đầu lưỡi. Thủy Tiên ơi, những lời kết án của em như ngàn dao nhọn. Anh nghe ra rồi như đã bị phân thay. Anh không hèn gì suy nghĩ của em. Anh vô tội thì làm sao nhận tội chứ. Trời ơi, một kiếp gió sương nửa đời ngang dọc, quấy nước dọc trời, chưa từng rung sợ trước hiểm nguy. Tiên ơi, em không tin anh sao? Lòng anh chân thật, anh không muốn em hiểu lầm để rồi tan vỡ tình. Thủy Tiên ơi, còn gì đau đớn xót xa. Nhìn em đứng đứng lệ, anh trào sôi căm hờn. Thôi hai em đi, đừng không nói gì nữa cả. Thủy Tiên, sự thật thế nào tôi đã rõ ràng. Thôi thế từ nay thôi đành dịch đi. Chốn chặt ngăn tình trong hận quá triền miên. Thủy Tiên, sao? Kể từ nay cho đến hết cuộc đời này, tôi không bao giờ muốn nhìn mặt ông nữa. Thủy Tiên, khoan đã, hãy nghe anh nói. Nói gì nói đi. Trước khi hai chúng ta đi mỗi người một ngã, anh muốn biết ai nói với em anh đã chặt tay của mẹ em. Ông hãy lắng tai nghe cho rõ đây. Người nói cho tôi biết, ông là một tên tướng cướp giết người. Không có ai ngoài bầu số Văn Cường. Ông tìm ông mà hỏi đi. Văn Cường, Văn Cường mà ông đòi cầm đờn guitar phải không?
Hết. Cho nghỉ mệt 5 phút chút xíu hát nữa.